Yo 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 yo, ladies and gentlemen, hello everybody, hello mọi người nhá, hello cái chat béo hì, hello mốt béo hì, hello mọi người. Chúc mọi người hôm nay là buổi chiều thứ hai sang tuần mới ngày 25 tháng 12, thật là vui vẻ, thật nhiều tiếng cười. Chúc mọi người một Noel bùng cháy. Anh chào Khôi nhá, hello Khôi. Gần Tết nhiều việc á, đúng thật. Gần Tết thì nhiều việc, nhiều người thì chạy kiếm tiền, nhiều người thì chạy KPI, nhiều người thì lo nghĩ cho gia đình, nhiều người đi kiếm người yêu, nhiều người lại có em bé, mỗi người một việc mà. Sống này nó tất bật lắm, nó vội vã lắm. Ngày qua ngày, làm gì cũng thế, cũng vội vã. Kể cả chúng ta có sống ở những cái đất nước mà nó rất là chậm rãi, nó yên bình, giống như kiểu Thụy Sĩ, Hà Lan, trong đấy nó vẫn có những sự rộn rã, vội vàng. Không nơi nào là không vội vàng cả. Kể cả những con người ta bình thản nhất, cũng đến lúc mà người ta có những câu chuyện, có những cái chuyện hào đến người ta mà người ta phải vội vàng. Cái chuyện nó chỉ là bị ám ảnh thôi, những cái chuyện mà chỉ nằm trong suy nghĩ thôi, nhưng mà nó cũng khiến cho chúng ta phải vội vàng. Hay cả những cơn mơ, đêm chúng ta ngủ chúng ta mơ một cái giấc mơ đấy, nó gọi là ác mộng đi. Ngày hôm sau chúng ta cũng sẽ phải vội vội vàng vàng, chúng ta phải suy nghĩ làm cách nào đối phó, liệu nó có xảy ra hay không. Đấy, anh ơi, sang năm 2024 có nên kinh doanh không anh ơi á? Vấn đề kinh doanh nó phải do duyên của em. Là em có đủ duyên để kinh doanh, có đủ vốn để kinh doanh không? Và có đủ gọi là mức độ mạo hiểm để kinh doanh không? Bởi vì kinh doanh bao giờ cũng mạo hiểm. Chắc chắn khi em đầu tư vốn vào là em đã mất trước đó đã rồi. Và liệu em có thu được về lãi và vốn hay không thì đấy là cái chuyện tương lai. Cái này thì em cần phải đi học những cái lớp về marketing, học những lớp về kinh doanh. Nhà trường các thứ ấy, người ta sẽ chỉ bảo cho em rất là nhiều. Hiện tại thì cái mạnh mẽ nhất anh đang thấy là kinh doanh online và marketing online đang phát triển. Mình có thể tìm hiểu, mình học hỏi một vài kênh. Rồi sau đó mình sẽ tìm cái định hướng kinh doanh. Còn nếu như em mà kinh doanh một cái gì đấy độc quyền ấy, mà chỉ có duy nhất em có ấy, thì cái đấy em phải tìm hiểu cái thị trường. Liệu thị trường đấy có phù hợp với cái mặt hàng kinh doanh độc quyền ấy của em hay không? Đấy, ví dụ xung quanh em là rất nhiều bệnh viện các thứ. Ừ, hoặc là hội phụ lão các thứ, người già. Mà em kinh doanh bỉm trẻ em thì là em cút rồi, em toang rồi đúng không? Đấy, anh chỉ ví dụ cho em như thế thôi. Tùy vào cái môi trường kinh doanh, tùy vào loại hình kinh doanh của em nữa. Đấy. Hôm qua cưới như đi thu họ, ui hôm qua cưới trông chiến ác luôn. Em qua đấy, thì tôi bảo rồi, đến cưới thì chắc cũng chả có chụp ảnh chụp ọt thì đúng thật. Nó chỉ là đám cưới dân dã, đám cưới rất là bình thường, nó chả có vấn đề gì cả. Lúc mà bọn tôi đến thì ở trên phía trên là đang làm lễ rồi, từ cô dâu chú rể ở đang hôn nhau tít mít rồi. Hôn lâu cực kỳ, hôn phải 5 phút. Lúc đấy anh em bọn tôi đến. Tôi đến thì bọn tôi được xếp bấm, ngồi ăn uống cỗ quê, xong rồi di chuyển thôi, xong rồi về thôi, chả có gì cả. Ừ. Đi trên đường, trên xe thì ngủ, lao đầu vào ngủ. Ừ, hết. Chả gì cả. Hôm qua đi ăn thì tí nữa tôi lên xem stream thằng Ben, hoặc là stream thằng Tùng Béo. Thì hôm qua tôi bảo là một thằng chụp thôi, xong về lấy cái đấy lên mà thóc sâu thì nó dễ hơn. Mỗi thằng lại chụp một kiểu làm gì. Đấy. Kinh doanh cà phê nhỏ nhỏ anh ơi, em quan sát thị trường rồi, vốn thì không lớn anh ơi. Ừ, thế cái đấy thì quyết định của em thôi. Em cảm thấy ok thì em cứ làm thôi. Có gì ngon không anh đem về cho kênh chat à? Thì các bạn đã biết đấy. Cái stream của tôi ấy, nó xem nó hay bị kiểu nó hay bị giật, hay bị lag khi chiếu video clip. Đấy là quyết định của tôi rồi. Đó là bọn nó talk show xong tôi sẽ lấy luôn talk show bỏ nó về tôi xem. Đấy, sau bắt đầu mình ngồi mình phân tích, được chưa? Tao lại lười, trời ơi, cầm cái máy lên chụp có mấy cái ảnh cực kỳ dễ với anh luôn. Nhưng mà em phải biết nhá, khi bắt đầu vào mâm vừa lên cái xung quanh mở hết điện thoại ra chụp thì nó bị trùng, đúng không, nó bị trùng. Đấy, tốt nhất là tôi bảo rồi. Đây, bây giờ tôi lên thằng Ben. Đúng, tôi sẽ lên tôi xem thằng Ben. Hợp lý. Thằng like. Đây, tôi lên tôi xem thằng Ben. Ui, thằng này 500.000 người theo dõi cả. Được nhỉ. À đây. Đây, đám cưới rồi. Cuối cùng đã đến đoạn đám cưới rồi. Đây là cái lúc đi vào sảnh đám cưới. Đấy, các bạn nhìn mà xem. Bên ngoài nó sẽ là một cái phông cơ bản như này thôi, để cho mọi người chụp ảnh. Thì thế thôi. Di chuyển sâu vào bên trong này nữa thì sẽ vào trong khu vực gọi là sân khấu. Đấy, dựng dạp các thứ thì giống như cái đợt cưới Quang Vodka, những dựng dạp tự nhiên như này thôi. Đấy. Và nơi thì đến đoạn là cô dâu chú rể là hôn nhau luôn. Đấy, tôi này ngồi đây, đấy tôi đây. Cáo For BC Gaming with Love đây. Đang chụp clip tiêu diêu vậy thôi. Họ là đòi nợ thuê hết em. Đấy, thì bữa ở đây. Trưa ngày hôm đấy thì bọn tôi được ăn cỗ quê bao gồm có món xôi ngô này. Xôi này với ngô với cả hạt đỗ xanh này. Thịt gà quê này, thịt gà này, gà chạy đồi luôn này. Món này là món món này tôi đéo được miếng nào cả, món này đéo biết món gì. Ở mâm tôi đéo được miếng nào của cái món này. Đây là bát canh măng này.
Đây là đĩa mọc nấu đỗ này. Đây là đĩa miến này. Đây là đĩa thịt bò sốt vang này, ăn kèm với bánh bao này. Đây là đĩa thịt bò xào này, đĩa rau củ quả này, đĩa tôm này với cả đĩa khâu nhục. Đấy, đấy là cỗ quê Bắc Giang. Gọi là thêm một bát canh chua nữa. Đấy, với cả đây là bát bát cháo. Để ông nào mà say quá thì bú ăn bát cháo này vào cho tỉnh. Đấy, thì là cỗ quê. Hôm qua là cưới Long Thổ. Hôm qua cưới Long Thổ. Thế nên là team của tôi là team refund. Thì Long Thổ thật ra là đá nhiều đội phủi, chơi với nhiều đội phủi. Nhưng mà để nói mà thân tình nhất thì có hai đội. Một là đội Việt Phương Đông, là cái đội mà trước nay là Long Thổ hay đi đá giải các thứ. Và thứ hai là đội refund. Thế là ngày hôm đấy cưới thì Long Thổ chỉ mời có mỗi hai đội, là một đội Việt Phương Đông với cả đội refund về Bắc Giang ăn đám cưới mà thôi. Thì sáng ngày hôm đấy là 8 giờ sáng là bọn tôi tập trung ở trước cửa nhà anh Độ. Sau đó thì di chuyển chiếc xe 29 chỗ. Team bọn tôi đâu đó tầm 25-26 người đấy. Di chuyển xuống đây thì có mấy thằng không đi, thằng Tùng Béo không đi này. Tùng Béo thì nó bảo nó không đi luôn. Đấy, thì nó gửi tiền anh Moi. Thằng Tài thì là ngủ quên này. Thằng Tài ngủ quên không đi được này. Thằng Nhím thì Covid không đi này. Thằng Đép, thằng Bô thì hai thằng này thì đi Sài Gòn này cũng không đi được này. Đấy. Còn lại thì một vài anh em nữa thì kể tên cho các bạn không biết. Ở trong đội thì cũng có công việc, cũng có đám cưới rồi đi này đi kia. Còn lại thì nói chung là đội tôi là đi đủ hết. Tôi là đi đủ hết. Đấy. Thì xuống đây nhé, xuống đến nơi thì đây, ngồi ăn gọi là bữa cơm cưới cho cái rượu. Cái rượu này là không biết là rượu gì nhưng mà uống nó rất là tình cảm. Uống nó không bị kiểu đau họng, không bị ngứa cổ. Nó không bị ngắt ngứa ở cổ, nó uống nó rất là trôi. Đấy. Thì ngày hôm qua thì bọn tôi có uống cũng đâu đấy là mâm tôi phải làm mất 7 chai này. Mâm tôi phải 7 chai này, mâm tôi phải hết 7 chai này. Ngon. Nói chung là cái rượu này uống ngon và cái cỗ cưới ở quê lát cũng ngon. Nói chung là mâm tôi ăn mẹ hết sạch. Mâm bọn này nhá, ăn trên mâm còn nhiều một hai món nhưng mâm bọn tôi ăn hết sạch. Cũng còn cái đéo gì cả. Có cá này, cá lăng hay sao ấy. À cá lăng à? Nhớ được miếng nào? Măng xào à. Kiểu men lá, kiểu men lá. Tôi có thịt bò xào với lại tỏi hay sao? Anh em ơi. Cỗ Việt Nam ngon lắm. Cái cục gì tôi quên rồi nhỉ? Khâu nhục. Gọi là cái gì nhỉ? Cái khâu nhục. Rượu đấy ngon đến nỗi mà bạn tôi là bạn. Rồi, hôm qua tôi đi ăn hải sản. Vào phát là đến tối ăn hải sản luôn. Ngon đến nỗi mà bạn tôi, bạn Xuân Phú với cả anh Lân là hỏi là rượu này mang lên Hà Nội được không, cho can 5 lít đây. Sài Gòn có à? Tôi tưởng cái này đặc sản Lạng Sơn thì Sài Gòn không có chứ. Hải sản thì tôi gặp anh ca sĩ này, anh Chu Quang. Anh Chu Quang ạ. À. Anh này anh đi ăn với cả mọi người. Nhân kèo mà anh ăn mặc thì trông như anh đi ba vậy. Vâng, trông rất báo. Trông rất báo. Anh này mà đi coi thêm con mẹt nữa thì thôi, hợp cảnh. Ôi, anh ấy sắp mua mẹt đấy. Xoăn xoăn. Anh ấy sắp mua mẹt đấy, đừng đùa. Thám tử Tin Tin. Hôm qua tôi cho cả thằng Khoai đi để trông mặt nó ghét không? À, Kia Morning à? À, đây à, đấy. Này, tôi cho cả thằng Khoai đi trông mặt nó ghét không này? Trời ơi, cuti không? Trông đáng yêu không? Đấy. Rồi gặp ngay hai bác này trông như hai tướng cướp, bịt mặt kín mít vào trêu thằng Khoai. Thằng Khoai nó chả sợ méo gì cả. Mặt nó cứ tỉnh bơ ra. Đấy. Xong rồi hôm qua tôi gặp hai anh chị này vừa đi trượt tuyết ở đâu về á này mà. Trượt tuyết. Mặc đồ không có một cái gọi là tí gió đâu có thể lùa vào người luôn. Có một lỗ hở. Nó đi trượt tuyết về mà. Trông mặt thằng Khoai trông ghét nhờ. Nhưng mà nhìn em Khoai kìa. Quầy cưng quại đại. Quầy nó giống cái bánh bao ấy. Đây là Khoai lại giống bánh bao. Hình như là cái mũ này là phải đi dép 1000 thì nó mới hợp nè. Đấy. Chắc là dép 1000 hay sao chứ nhỉ. Được, hôm qua mà đi đã gọi chưa xuống khoe rồi. Đi dép 1000 mới mặc mũ này. Chưa đi đâu. Chứ đi vết ba như tôi, cái mũ nổ bảo hiểm mà đủ ấm đầu rồi. Anh Ben mà muốn có một đứa rồi á. Ôi trời, thế hợp đi quá Ben ơi. Múp rụp. À thằng Ben. Ben này nó thích thằng Khoai cực kỳ. Cứ sảnh ra cái lại giơ tay đòi bế. Giơ tay đòi bế. Nó thằng Khoai nó còn kiểu nó không bị lạ ấy, nó theo. Ai bế nó không theo, cứ bảo đi chơi bế là nó theo. Đấy. Thế là sướng, bế xong ông ấy cười tít cả mắt vào ông Ben này, bế xong cười tít mắt. À trông lộng muốn lắm rồi, trông lộng muốn có một thằng lắm rồi, hiểu không? Xem như thế nào chứ sang năm nó cũng tuổi rồng cũng đẹp ấy. Thằng Ben thì nó tuổi gì, nó tuổi rắn à? Snake thì là tuổi rắn à? Mà rồng rắn mà lên mây thì cứ phải gọi là được chứ nhờ, rồng rắn lên mây nó đẹp luôn đấy chứ.
kinh doanh các thứ. À, thằng Ben tuổi lợn à? Em nó để sở đếch thì tưởng là tuổi rắn. À đâu đâu, ừ. Anh Độ tuổi rắn mà nhờ. Ờ, 95 thì tuổi hợi, đúng rồi, 95 tuổi hợi. Thế thì đẻ là hợp lý thôi. Tuổi hợi làm một đứa tuổi rồng thì thôi, đúng là hậu sinh khảo úy. Nên đẻ. Nên đẻ. Đây là đưa Quang chụp trêu thằng khoai. Anh này như đi tiệc ấy chứ. Anh này như đi tiệc. Đây, em khoai lớn rồi đó anh em. Ăn con cua xong em khoai lớn luôn. Hôm qua chờ con cua làm rõ lâu. Ê, em khoai lớn luôn rồi. bé khoai lớn nhanh nhờ. Như thế để bé khoai này chắc chắn là ảnh lại chụp là để mấy hôm nữa bé khoai mà có nghỉ là bé khoai áp ảnh lên bé khoai xin nghỉ này. Bé này là bé khô đoại hoặc là bé khoai độ. Giống quá nhờ. Mới còn như này mà giờ thành như này rồi. Ảo thật ấy. Biến hình. À, món đầu tiên. Cái món khai vị của chúng tôi là chính là món hào. Hào mà. Thề với anh em tôi không được ăn được hào. Hôm qua tôi ăn thử một con hào. Tôi không ăn được hào. Mẹ ăn liên tuổi toại là kêu không ăn được hào. Nướng mỡ hành với lại đậu phộng rồi. Ôi, nhưng mà cái vị nó kỳ kỳ á. Vị nó thanh thanh à? Không ăn được hào. Thế là vị nó nai nai rồi. Chịu. Nó tanh tanh á. Tanh tanh đây, cái cháo này mới là tanh tanh này. Ngon á hả? Không, tanh lắm. Cái này mới là ngon đây nè anh em à. Anh em biết món này món gì không? Món này tanh vãi trưởng ra thì kêu ngon. Trong đấy hàu ăn ngon vãi ở cứt ra thì lại chê là tanh. Trong cái món cháo này mới là tanh này. Đây là cái phần của chính giữa con cua hoàng đế với là một ít gạch. Với là một ít thịt. Đấy, chúng ta có súp gạch cua hoàng đế. Tay không? So good. À, nó ngon. Ngon thật sự luôn đấy chứ ăn nhờ. Ăn nóng phê ngon. Và món tiếp theo của chúng ta chính là món bề. Bề gì này, bề gì ta? Bề bơ tỏi. Cái này là món bề gì nhờ? Bề tỏi. Bề chiên tỏi hay sao ấy? Bề tỏi. Ở ngoài này gọi là bề anh em ạ. Nhưng mà ở trong Nam bọn tôi gọi là tôm tít. Tôm tít à? Tôm tít chiên bơ tỏi. Uầy. Đúng không? Hôm qua lúc tôi bế xuống dưới để xem người ta bắt con bề này. Nó còn tươi, nó còn nhảy, bay vưu vưu vưu, nhảy bay này. À, thằng khoai mắt nhìn kiểu không nháy tí nào luôn, không nháy tí mắt nào, mặt kiểu ô a u ô ơ e u a u a u, đúng kiểu như thế luôn mà. À, được cái hôm qua bề này tươi sống ăn ngon, bề này hôm qua rất ngon, thịt rất ngọt. Đúng rồi. Yes, sure. Mà anh em biết là thường là bề to ấy mà ăn chiên ấy nó mới có thịt, chứ con bề bé kiểu này ấy ăn chiên ấy tao ăn vỏ thôi. Cái gì ăn vỏ đâu. Ủa, ăn có thịt mà. Nó có tí thịt nào anh em ạ? À? Một tí tí thôi. Chắc ăn phải con bé chắc ăn phải con này rồi. Mẹ tôi vào tôi dã con to nhất luôn. Ăn nhiều thịt dã bàn, ăn sướng hết cả mồm. Bề ngon. Và cái nước sốt ở nhà hàng đấy nó làm kiểu đéo gì mà cay đéo chịu được. Trời ơi. Tôi tưởng nó chỉ là cái sốt hải sản xanh xanh mà cái chai mà chúng ta hay mua ấy. Thì ăn cái đấy thì nó bình thường, nó trộn vía thế thôi. Cái sốt của nhà hàng ăn cay đéo chịu được. Ha. À, rồi. Không. Hình như là team tôi là hôm qua có thằng ăn được cái vỏ tôm bề cơ đấy. Béo đấy. Ừ. Béo à? Nó ăn cái vỏ mà anh em. Nhưng mà hấp vô là ngon nhất. Nó thịt nó mềm, là dễ lấy. Chứ lại chiên mà chiên bơ tỏi kiểu này ấy, thịt nó dính cứng ngắc anh em ạ. À. Ừ, thịt vẫn mềm, ăn vẫn ngon mà. Thằng phát cái thằng cứ... nào? Ở đây đúng là tụi béo thật. Tôi biết ngay. Gì đây? Hôm qua anh Khôi mặt buồn lắm. Hôm qua anh Khôi bảo là cản thằng Ben lại đi. Không tí em không về được nhà đâu. Ôi mẹ, trời ơi cái thằng Ben. Thằng Ben nó mở menu lên. Các bạn biết nó ngồi cạnh thằng nào không? Ngồi cạnh Q&T của thằng Quang. Thì thằng Quang lại được là: bạn ơi, bạn tốt một bạn phải gọi món này để ăn nó mới ngon này. Bắt đầu chỉ. Bạn biết cá bơn không? Ôi dồi ôi, sushi cá bơn đặc sản đấy. Cá bơn phải chọn cá bơn Nhật chứ mình ăn cá bơn Hàn. Cá bơn Nhật thì 2 triệu rưỡi cân. Cá bơn Hàn nó cũng 1.7 triệu thôi. Ăn cá bơn Hàn ăn ít thịt lắm, ăn không có dính răng đâu. Bạn phải chọn cái cá bơn Nhật thế này ăn nó mới ngon. Ông Ben thì cứ ngồi gật. Quay ra hỏi mọi người. Mọi người có ăn cá bơn không nhỉ? Anh Độ của đối diện tôi ngồi bên này, tôi bảo. Tôi nhìn anh Độ bảo. Tôi bảo anh Độ chứ. Ôi. Anh Độ ơi. Mình là những người là mất tiền đấy nha anh Độ nhá. Mình là mất tiền đấy.
À, hào cảm ơn em thấy bảo ăn về toàn đau bụng thôi. Anh Độ bảo, thế thì hào ăn. Thế là thôi. Thế là không gọi cảm ơn nữa. Thì bảo nó không gọi cảm ơn, thì nó quay sang nó gọi nghe tôm hùm ạ. Vãi à, cứt. Nó gọi con tôm hùm mà to bằng này. Nhưng bảo biết thế cho gọi mẹ cảm ơn đi, gọi con tôm hùm. À. Nhưng mà may quá, ngày hôm qua đi ăn thì lại là chia đầu người. Ừ. May quá. Hôm qua tôi gọi nhiều, tôi còn gọi là cá bơn mà tôi giữa phân vân giữa cá bơn Hàn và cá bơn Nhật. Ở đấy. Thì anh em biết rồi đấy. Cá bơn Hàn chắc chắn nó sẽ rẻ cá bơn Nhật, mà cá bơn Hàn đã là 1,5 triệu một ký rồi. Đúng vậy. Thì cá bơn Nhật nó sẽ là bao nhiêu? 2,5 triệu một ký. Đấy. Đây à. Quái là anh Khôi kiểu rung. Mặt đổ mồ hôi. Đồ bôi luôn mà. Tao dám nói không nào. Với lại anh Hiếu hôm qua không ra nữa. Đúng rồi. Hôm qua quan trọng là anh Hiếu. Không thấy anh Hiếu đâu. Một mình tôi bảo ngồi chiến đấu với chết đòn. Tôi sợ chứ, ngồi tái hết mặt mày ra. Gọi vừa thôi em ơi. Ăn không hết đâu. Đấy, có điểm dừng, mình phải có điểm dừng Ben ạ. Mình phải có điểm dừng. Ấy, sợ trả 60% run. Run chứ. Sợ liền. Có anh Hiếu cho trả run. Mình cho trả 60% hôm qua là chết đòn. Xong rồi tôi định gọi thêm con cá mau ếch. Với lại Ê giời, thằng này lịnh khéo nhỉ. Cá mặt quỷ nên em ạ, ăn cá mặt quỷ thì thôi. Ui. Cá mau ếch. Hôm qua nó đòi ăn cá mặt quỷ. Với cả cá gì, cá mau ếch là cái cá gì. Cá mau ếch kia là cá mắt ếch ý. Tôi bảo, ui giời có mở tung cửa sổ đón Huy mặt lờ đấy rồi, cần gì với ăn cá mặt quỷ. Thế thôi, nó không gọi cá mặt quỷ nữa. Xong nó đòi ăn thì cá mặt ếch là cái gì, cá mắt ếch. Là mắt chố như mắt tú vậy. Tôi bảo mày ăn thế mày trêu bạn mày à. Bỏ đi Samsung à. Thế là thế thôi, không gọi luôn. Đấy, may quá thoát được hai món. Thì ngon, cá mau ếch mà cũng mênh tráng chấm nước mắm gì đâu. Baby. Và món cuối cùng chúng ta được gì đó là cua hoàng đế. Món này đã phải món cuối đâu, còn tôm hùm nữa mà. Em còn chưa nghe được cái món cá mặt ếch bao giờ cơ. Ừ. Cái là thấy một cặp huyền ương trời địch rồi đấy. Thầy phán là không thể chia ly. Từ bố xin mày. Ok, sao lại xin? Nói đúng mà. Ý là bảo là đang hỏi là chúng mày ra viện. Anh không muốn gắn bó với em hết cuộc đời đúng không? Không phải. Ý là thêm từ thầy phán vào làm gì? Đang xin đó là xin thì dưng phải thêm cả thầy vào làm gì? Thầy phán cũng được chứ sao? Khôi xấu phải mà con đẹp dai thế nhỉ? Không có vui nha. Anh Khôi đẹp dai cứt rồi. Nhìn tao thế lay mà treo tao mặt xấu. Đẹp dai mày. Trắng trẻo đẹp dai mặt thư sinh thế này. Ôi. Nhìn thế này mà kêu xấu. Thôi, đẹp bỏ kính ra em bỏ anh mất thì đeo kính vào. Trông người đẹp trai, trông người ngời thế này, trông có tài tử điện ảnh Hollywood không? Trông như tài tử Hồng Kông thế này mày kêu là xấu đẻ con lại sinh. Trai mà gì nữa. Đeo bỏ kính thì hơi xấu thật. Đeo kính thì đẹp trai. Đeo bỏ kính thì kêu xấu. Thôi. Xin ngàn. Cay thật. À, cua hoàng đế thì sao? Mỗi người hai cái. Wow, đúng ta. Đúng, mỗi người hai chân. Người. Nhưng mà anh Hiếu không có đi. Uầy, hôm qua tôi ăn trộm được ba cái anh em à. Ok. Trong lúc mọi người không để ý. À, không sao, nó top 2, nó ăn 3 cái đúng rồi. Mình top best thì mọi người cho ăn mấy cái thì ăn thế thôi, đúng không? Đòi hỏi đéo gì. Bé Ben xung nhẹ cái càng. Đấy. Thêm một cái chân. Hai cái chân. Chân 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 cuối của con cua. Thêm cái chân giữa của nó nữa. À bé Ben bú, bé Ben bú ác. Nói chứ anh em hôm qua ăn cũng không hết được. Ngáy anh em à. À không, hết nhưng mà phải ăn cố đấy. Tại vì nhìn vậy thôi. Nhìn nó có mấy cái chân này thôi chứ ăn một cái là no rồi. Wow. Chân con cua hoàng đế em qua lần đầu tiên tôi được ăn thử cái con cua hoàng đế nó như thế nào. Và đúng là cái vị của nó đặc biệt, ăn nó ngọt thật sự luôn. Lần đầu tiên được trải nghiệm ăn ấy, đúng là ngon thật. Trong hai số 68 và 88 thích số nào anh chọn số 88 em ơi. 88 cho nó phát cả bất Trường Giang nha. Lần đầu tiên được ăn cái món này và đúng là đến bây giờ cái hương vị, cái vị ngọt đầu lưỡi tôi vẫn còn nguyên luôn. Ăn miếng tôm vào, thứ nhất là thịt nó chắc. Nhưng mà nhớ nhất trước khi ăn tôm mình phải hút nước. Mình hút hết nước trong chân nó đã. Đấy, sau bắt đầu mình mới ăn. Cái này thì người ta có cắt sẵn cho mình luôn.
thì khi cái miếng thịt đầu tiên nó vào họng, chúng ta cảm thấy là cái vị giác của chúng ta nó bùng nổ bởi độ ngọt. Độ ngọt có tôm. Ăn đến đâu thì thịt nó chắc đến đấy. Dần dần. Thôi chấm với cả cái chút gia vị chanh ớt kia nữa. Oh my god. Damn it. Cảm giác như muốn ra biển ở. Tại vì sao? Nếu như chúng ta ở biển thì ngày nào chúng ta có thể có cơ hội được ăn tôm hoàng đế. À, cua hoàng đế. Ngon. Thật nó nhiều lắm. Mà không như thế nhá, cái con cua hoàng đế đấy, nó có cái mai. Cái mai cua. Thề cái mai cua của nó ấy, xong người ta mang vào người ta sốt phô mai ấy. Đã ra nhiều vãi trưởng mà ăn nó ngán. Qua thằng Nhạc, một mình thằng Nhạc ăn hết một cái mai cua đấy. Các bạn biết con cua hoàng đế nó to như này rồi đúng không? Cái mai nó to như thế luôn rồi, mình thằng Nhạc chén hết luôn. Dã man thật. Mà ăn nó ngọt ngọt. Hôm qua là Nhạc là lần đầu tiên được đi ăn cua hoàng đế luôn đấy. Tôi cũng thế anh em, mà tôi lần đầu tiên tôi ăn con này luôn ấy. Ôi thế anh em ạ. Ngày đầu tiên tôi ăn con này đấy. À lần đầu tiên tôi ăn này đấy. Ngon ngọt. Vừa giá tiền. Ngon ngọt. Giá tiền thì thế thôi. Ảnh là chỉ có đồ ăn thôi anh em ạ. Không có gì nữa đâu. Đây. Bánh mì. À. Đây. Chính nó này. Chính cái mà tôi bảo đây. Cái mai cua ở đây. Cái món cuối cùng chính là thân cua hoàng đế. Đã bảo cuối cùng đéo đâu rồi. Cái cuối cùng thôi. Làm phô mai đúc lò. Ngon vãi đại. Anh Tùng béo hôm qua là nó ăn khoảng 2 cái mai. Xong rồi con tí tao post hình tao mét anh Đông. Mét. Đâu, Tùng béo ăn 1 mai, thằng Nhạc ăn 1 mai. BT. À đây còn có món ốc hương trứng muối đấy, thằng Ben không chụp à? Đây góc trên này là ốc hương trứng muối đấy. Ui đây này, đây là thành phẩm gì mà ta cắt, à, ta cắt ra rồi đấy anh em ạ. Chân của nó đây. Ăn cái này mà không có Tabasco. Phải chấm với lại cái tương gì? Sốt hải sản. Sốt muối tiêu chanh màu xanh xanh anh em ạ. Sốt hải sản, sốt hải sản. Cái này là phải có Tabasco. Rắc rắc lên. À, ăn nó mới đã được. Đã rồi. Còn nhìn nào? Gà, thế còn cái tôm bùm đâu? Anh đi ăn Giáng sinh mấy anh em tôi là chỉ có thế thôi. Và hôm qua quan trọng là con tôm hùm nữa. Quay quần bên anh em là vui rồi. Ừ, con tôm hùm ngọt vãi cả. Không còn cần phải đồ ăn xa xỉ lấy ngọt anh em. Vãi cứt luôn. Bọn tôi ăn bình, bọn tôi ăn những món ăn bình dân thôi. Đấy. Cua đồng với lại là kiểu như là tôm tép sông thôi. Đấy. Không có gì nhiều. À còn món cuối nữa, hình như là có món cuối tôm Úc, tôm hùm Úc. Ờ đấy đúng rồi, tôm hùm Úc đó. Tôm nó kiểu như là nó cũng đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ lắm đâu anh em ạ. Chết đoàn thật đi. Đen nhỏ thật đi.